Tôi có gặp một cái cô Việt kiều Mỹ trở về Việt Nam. Thì cô có đến thăm tôi, tại vì qua quá trình cô cũng nghe băng giảng của tôi ở tại Mỹ. Thì cô mới đến tìm và cô gặp tôi, thì cô có thưa chuyện và lúc đó cô có kể là chuyện ông chồng cô. Ông chồng cô mất đúng vào 12 giờ 40 phút ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch năm 2002. Đây là chính xác. Thật sự trước khi ông mất, ông biết ngày ông chết trước là 6 ngày. Và ông không bao giờ ăn uống bất cứ cái gì nữa cả. Ông hãy dặn cái người vợ ông là cái cô mà gặp tôi đó, là ông nói thôi, tôi không ăn uống gì nữa đâu bà. Ăn uống rồi nó dơ dái, đại tiện tiểu tiện mắc công lắm. 6 ngày nữa tôi đã đi rồi. Tôi đi đúng vào ngày Đức Phật đản sanh đó. Để cho mọi người nhớ Đức Phật thì con cháu nó cũng nhớ đến tôi. Ông nói trước như vậy. Thì khi mà ông đã bị té và bị gãy xương mà xương mông á, là ông không có đi đứng được, phải dìu đỡ. Cho nên ông rất ngại đại tiện tiểu tiện và thay giặt ba. Cho nên ông nói là 6 ngày còn lại không ăn gì hết, chỉ uống chút đỉnh nước để lưu thôi và thông báo mọi người. Thì các vị biết rằng á, ông đúng như vậy đó là đúng 1 ngày 2 ngày, và gia đình cũng thấy làm lạ. Tại sao như vậy? Tức là quá trình của ông cũng tu tập dài hạn, cũng làm nhiều công đức cho đạo pháp rồi ông tu hành. Thì đúng vào cái ngày hôm đó là buổi sáng rồi, thì ông nói là 12 giờ 40 này tôi sẽ chào các vị tôi đi à. Thì ông mới kêu con cái lại, ông dặn dò, ông dặn cái này và chính người vợ ông dặn. Thì cái lúc đó đó bà lấy đồ và lau cho ông, tức là lau mình mẩy đó mà, lau bằng khăn hơi ướt, cho nên sau khi lau khô rồi bà lấy cái tay bà thoa thoa vậy này để coi nó còn ướt không. Thì ông nói là bà đừng đụng tôi như vậy nữa, để tôi dễ sanh cái tâm mà tham luyến tôi không vãng sanh được á. Ông nói như vậy đó. Thì lúc đó đó bà mới hiểu được ý, cho nên bà và bà cứ để cái ông cứ kêu là để máy niệm Phật bên cạnh tôi đi. Đây là cái điều mà chúng ta nên cần để ý. Thì rồi đúng ngay giờ đó rồi đó là ông niệm Phật, ông trút hơi thở cuối cùng mà ông chào mọi người rất là tỉnh queo nhỉ, đúng giờ đúng giấc như vậy. Thành ra khi mà cô kể lại cái điều đó tôi nghe, tôi cảm thấy được rằng khả năng của người tu tập cư sĩ niệm Phật mà để biết giờ biết giấc trong kinh điển ghi không sai chút nào. Trong kinh điển ghi là biết giờ biết khắc lâm chung á, tây phương gì đó, tặng mặt cảnh lành hiện ra gì đó, phải không? Đại khái là tôi nhớ là vậy. Thành ra từ những cái điều mà tôi nói là đây là một người cư sĩ chứ không phải là người xuất gia, mà người ta tu niệm Phật người ta biết chết được 6 ngày 6-7 ngày như vậy. Đây là việc biết một cách rõ ràng để chuẩn bị về không ăn không uống nữa. Cho nên cô nói là cô rất đau lòng khi một người thân qua đời, nhưng bù lại sự tu tập có hiệu quả và giải thoát, cô rất là vui cho cái ông vì biết rằng chồng mình đã được giảng sanh. Đây là cái điều mà chúng ta nhớ là một cái phương pháp tu hành rất rõ. Cho nên từ cái những gì mà tôi không thấy rõ ràng, tôi không nghe đó, tôi không có nói, nhưng mà cái gì mà tôi được nghe, tôi được thấy đó, là tôi sẽ trình bày lại cho các vị thật. Vì vậy cho nên những người Phật tử tu về pháp môn Tịnh độ tại sao một ngày càng đông? Bởi vì cái hiệu quả của nó và cái phương pháp dễ tu và dễ có cái khả năng chứng nghiệm như vậy, cho nên người Phật tử tự thấy rằng trong cuộc đời mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn buôn bán, làm thức các việc khác, nhưng mà lòng của mình có thể dành được niệm Phật trong lúc làm việc mà. Rồi đi đứng nằm ngồi mọi thứ, những ngày mình dành đã được 10 chuỗi, 5 chuỗi, 20-30 câu, 5-10 câu niệm Phật được. Và các vị Phật tử cứ bỏ vốn trong từng ngày như vậy trong cuộc đời của mình, và các vị tin tưởng rằng công đức đó sẽ giúp cho các vị vãng sanh là điều tất yếu.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật.